Trên đoạn sông chưa đầy 2 km này, có đến hơn 100 guồng ngày đêm lấy nước từ lòng sông tưới cho những cánh đồng lúa ở vùng cao huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Phương pháp lấy nước thủ công này vừa mang lại hiệu quả cho những ruộng lúa bước vào mùa khô hạn, vừa tạo nên cảnh tượng kỳ vĩ cho vùng cao xứ Nghệ. Những guồng nước trên dòng sông Đậm, huyện Quế Phong được làm bằng tre hoặc nứa, được thiết kế như một bánh xe đạp khổng lồ với trục xoay nằm chính giữa. Dòng nước chảy sẽ đẩy guồng quay theo chiều ngược kim đồng hồ. Khi các ống nứa nhúng vào dòng nước sẽ tự múc và giữ nước, rồi theo vòng xoay lên phía trên và tự đổ vào cái máng được làm bằng khúc gỗ đã khoét ruột. Sau đó, nước tự chảy theo đường ống bằng tre để vào ruộng. Cũng sử dụng, nếu mà không lũ lụt đó thì một năm là làm một chiếc, còn về phần lũ lụt đó thì tôi đi phải làm lại 2-3 cái mới hết cái thời gian chuẩn bị. Một tháng có tốp làm 4-5 người phục vụ cho một hectare trở lên. Không chỉ lấy nước cho đồng ruộng, trước đây người ta còn dùng cách này làm guồng nước để giã gạo. Tuy nhiên, việc giã gạo phải mất nhiều thời gian và hiện nay máy móc đã thay thế cho công việc này nên không ai dùng nữa. Riêng guồng để lấy nước tưới thì vẫn còn rất hiệu quả nên vẫn được sử dụng phổ biến. Đây là có từ đời xưa, đặc trưng của người Thái, thấy nước sông lên tưới làm ruộng cho cây lúa. Cũng đây là cái nguồn chính của cho nguồn nước là nguồn chính, không phải dùng điện, máy nổ chi cả. Có nước sông mà quay phục vụ cho diện tích là khoảng 19-20 hectare.